James A. là tác giả cuốn sách của khủng hoảng Trung Quốc đã có bài xã luận phân tích về cái gọi là thời điểm Minsky của Trung Quốc và Mỹ trong tình hình nền kinh tế hiện nay. Việc giảm thiểu rủi ro một cách giả tạo trong nền kinh tế có thể làm biến dạng hành vi đến mức gây ra thảm họa. Kính mời quý vị cùng thưởng thức trà ô long bản bo của Đạm Thủy. Trà có hương thơm tự nhiên, vị chát nhẹ và ngọt hậu, sản xuất theo quy trình và kỹ thuật cao của Đài Loan. Quý vị đặt mua qua số điện thoại 0945 689 573. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là những nội dung chính trong bài viết của ông. Khi nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục suy thoái, có những bài học quan trọng cần được rút ra. Đặc biệt, một là tác động tiêu cực và tác động tai hại lâu dài của nền kinh tế nhân tạo, dựa trên chính sách tiền tệ chi phí thấp và rủi ro trả chậm. Một điều nữa là không có quốc gia nào miễn nhiễm với một trong hai điều này. Thời điểm Minsky, một khái niệm tuyệt vời của nhà kinh tế học Hisman Minsky giải thích việc kéo dài thời gian sử dụng vốn có rủi ro thấp làm giảm nhận thức về rủi ro như thế nào. Điều này cuối cùng có thể dẫn đến khủng hoảng khi các nhà đầu tư chấp nhận quá nhiều rủi ro. Minsky đưa ra giả thiết rằng chu kỳ tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng kéo dài quá mức có thể thúc đẩy đầu cơ quá mức, cuối cùng dẫn đến mất ổn định thị trường hoặc thậm chí sụp đổ kinh tế. Hơn nữa, thời gian đầu cơ tăng giá càng kéo dài thì cuộc khủng hoảng có thể sẽ càng nghiêm trọng. Cuộc đại suy thoái năm 2008-2009 là một ví dụ điển hình về kết quả như vậy. Về cơ bản, thời điểm Minsky là điểm bùng phát khi hành vi có rủi ro cao, không được hỗ trợ về mặt kinh tế trở nên không bền vững, có thể dẫn đến giá giảm nhanh chóng và thị trường suy thoái không thể ngăn cản. Yếu tố rủi ro gia tăng áp dụng ở mọi nơi. Lý thuyết của Minsky thường được áp dụng vào thị trường chứng khoán. Nó tập trung vào các giai đoạn tăng giá không còn được hỗ trợ bởi các yếu tố cơ bản hoặc yếu tố kinh tế, mà thay vào đó là các yếu tố ảo tưởng, chẳng hạn như vốn bên ngoài, tâm lý thị trường lạc quan một cách vô lý, hay còn gọi là sự hưng phấn phi lý, hoặc động lực mua, kích hoạt các bước gia nhập thị trường mới được thúc đẩy do nỗi sợ bỏ lỡ thời cơ. Trong khi đó, rủi ro và mức độ nghiêm trọng của sự sụp đổ thị trường tiếp tục gia tăng. Tuy nhiên, phân tích Minsky cũng được áp dụng rộng rãi trong các lĩnh vực kinh tế khác. Có phải là thời điểm Minsky của Trung Quốc đã đến? Trong trường hợp của Trung Quốc, có thể lập luận một cách hợp lý rằng, sau nhiều thập niên, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) liên tục tài trợ cho sự tăng trưởng lớn và không cần thiết thông qua phát triển bất động sản, lý thuyết rủi ro của Minsky cuối cùng đã có hiệu lực. Trong nhiều năm, rủi ro đối với vốn đầu tư ở Trung Quốc đã được giảm thiểu nhờ nợ tuần hoàn, theo đó, các khoản vay cho các dự án thường không bao giờ được trả hết, mà chỉ được PBOC cấp vốn với số tiền lớn hơn bao giờ hết. Sự phụ thuộc quá mức vào phát triển bất động sản để phục vụ cái gọi là tăng trưởng kinh tế, được tài trợ bởi lượng vốn đầu tư công và tư nhân dường như không giới hạn là một ví dụ điển hình về việc giảm thiểu rủi ro vốn một cách giả tạo và do đó nâng cao mức độ chấp nhận rủi ro và hành vi rủi ro cho các nhà đầu tư. Đến một lúc nào đó, rủi ro là quá lớn vì nợ trong hệ thống không còn bền vững bằng lợi nhuận đầu tư hay ngân hàng, nguồn vốn không rủi ro cạn kiệt và các khoản đầu tư không đủ sinh lời để trả nợ. Hơn nữa, đầu tư nước ngoài từ phương Tây, chẳng hạn như từ Liên minh châu Âu EU đối với thương mại lớn nhất của Trung Quốc đang giảm và có khả năng sẽ không quay trở lại mức trước đó. Các vụ phá sản hiện đang xảy ra giữa các công ty phát triển lớn nhất Trung Quốc chiếm khoảng 30% tổng sản phẩm quốc nội GDP. Có thể có nghĩa là thời khắc Minsky của Trung Quốc cuối cùng đã đến. Một số yếu tố giảm thiểu tiềm năng là khả năng Trung Quốc thu hút thêm của cải và các khoản đầu tư mang lại lợi nhuận cao từ các quốc gia mắc nợ trong sáng kiến Vành đai và Con đường. Việc Trung Quốc bổ sung thêm các đối tác thương mại và thu được của cải cũng như GDP từ họ có thể phần nào bù đắp cho sự sụp đổ của nền kinh tế trong nước. Có phải Hoa Kỳ đang đến gần thời điểm Minsky của mình? Nhưng còn Hoa Kỳ thì sao? Cuối cùng Hoa Kỳ có đạt đến khoảnh khắc Messi của mình không? Điều này là có thể. Hãy nhớ rằng chi tiêu thô một ở Hoa Kỳ đã là chuẩn mực trong nhiều thập niên, một phần là do đồng đô la là đồng tiền dự trữ của thế giới, cho rằng 60% tất cả các giao dịch quốc tế được thực hiện bằng đồng đô la, nhu cầu toàn cầu về đô la vượt xa số lượng cần thiết của riêng Hoa Kỳ. Tuy nhiên, như lịch sử đã chỉ ra, mức chi tiêu tăng khi mức thu nhập tăng ngay cả khi thu nhập là hàng nghìn tỷ đô la nước ngoài tràn vào thị trường trái phiếu Mỹ từ thập niên này sang thập niên khác. Khi nền kinh tế của các quốc gia khác phát triển, nhu cầu về đô la của họ cũng tăng lên, thúc đẩy việc in ấn và vay mượn nhiều hơn. Trong kịch bản đó, thâm hụt chi tiêu gần như là không thể tránh khỏi, chứ đừng nói đến việc kháng cự. Nhưng sẽ đến lúc cơ chế đó không còn hoạt động nữa. Tác giả gory dẫn chứng, ví dụ nợ quốc gia là hơn 30.000 tỷ đô la và đang tăng lên hơn nữa dầu không còn được bán độc quyền bằng đô la nữa nghĩa là nhu cầu về đô la mỹ trên toàn thế giới sẽ ít hơn cùng với điều đó thị trường trái phiếu mỹ đang yếu hơn bao giờ hết điều đó có nghĩa là các quốc gia nước ngoài từng mua trái phiếu mỹ như một khoản đầu tư chắc chắn và an toàn cũng như một cách an toàn để giữ hàng tỷ đô la tiền mặt sẽ ít quan tâm đến việc mua trái phiếu mỹ hơn lý do cho điều đó rất đơn giản ít quốc gia tin vào lời hứa của mỹ sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền họ nợ trong các trái phiếu đó Tại sao họ phải làm như vậy? Đặc biệt là trong bối cảnh lãi suất cao khiến dịch vụ nợ trở nên đắt đỏ hơn nhiều so với chỉ vài năm trước. Những trở ngại khác bao gồm thực tế là các giao dịch bằng đồng đô la đang giảm trên khắp thế giới. Đồng đô la dầu mỏ đã chết và nhiều quốc gia đang liên minh với kinh tế của Trung Quốc. Nói tóm lại, Hoa Kỳ có thể đang thiếu vốn không rủi ro dưới hình thức thị trường trái phiếu toàn cầu và đồng đô la dầu mỏ, những thứ mà nước này đã dựa vào trong nhiều thập niên để tài trợ cho các cam kết chính sách tài chính quân sự kinh tế và đối ngoại quá lạc quan trên toàn thế giới như những gì trung quốc dường như đang trải qua hiện nay theo tác giả gori kết quả tai hại là minsky gây ra đối với nền kinh tế mỹ có thể gần hơn những gì chúng ta muốn thừa nhận một tin chuyên đề của DKN xin tạm dừng ở đây. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những bình luận mới nhất của chúng tôi. Mọi đóng góp và nguyện vọng hợp tác xin gửi tới hòm thư contactacomdkn.tv. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại. Kính mời quý vị cùng thưởng thức cà phê sạch Buma Thuật, cà phê đông minh rang xay mộc, robusta, thơm nồng, đắng đậm, không chua, tạo bọt tốt. Quý vị đặt mua qua số điện thoại 0945 689 573. Xin trân trọng cảm ơn.